Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan Resume 2 nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái event ở đây. Đầu tiên là sẽ sử dụng những cây Shadow Piercer. Và đây là nhiệm vụ thứ hai của cái Shadow Piercer. Chúng ta sẽ đối đầu với boss, đối đầu với những con bò. Và Shadow Piercer sẽ là lựa chọn chính xác luôn này. Rồi, mình có cả cây gai cả ngón, khá ổn nhờ. Ở đây bắn luôn. Level mình thì khá là tốt anh em ạ. Từ từ thôi. Chúng ta sẽ đặt như thế nào đây? Đang suy nghĩ nên đặt như thế nào cho nó khỏe hơn đây. Đấy, đấy 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 gà 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 hiện tại là đang có rất là nhiều gà. Chết rồi. Con này là xong tôi rồi. Khó thế à? Nhờ. Tôi chưa kịp làm gì cơ. Biết làm nào đây? Làm nào để có thể để chặn nó lại đây? Ơi chà chà. Cả cái bọn gà là cả vấn đề khó chịu đối với chúng ta đây. Chúng ta xem đánh kiểu gì để có thể là thắng cái bọn gà này nhỉ? Khó chịu thế. Mày đánh kiểu gì đây? Chúng ta này có bọn gà là một cả vấn đề rất là lớn. Chúng ta suy nghĩ là xem nên đánh kiểu gì một con gà này, hay là cho nó xuống dưới ấy luôn. Đây đây, bắn nó luôn đi để xem tình hình thế nào. Nó sẽ ra phía chỗ nào là mình sẽ bắt đầu là đặt 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 ở đấy luôn. Thông thường nó sẽ tầm khoảng 3 ô, 2 3 ô gì đấy như thế này. Tạm thời. Đấy 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 vẫn chưa chưa có vấn đề gì cả, hiện tại là chưa có vấn đề gì cả đối với mình. Chỗ này gà vào nhanh thế nhỉ, thế quái nào nhỉ, gà vào siêu nhanh luôn còn chưa kịp làm gì ấy, cho chưa kịp làm gì luôn. Tốt, bây giờ bắn nó khỏe hơn rất là nhiều rồi đấy. Đã xong cái hệ thống phòng ngự, chúng ta có hệ thống phòng ngự trước mắt rồi á, như thế này. Ok, chưa chết được đúng không? Tạm thời thế này là ổn. Ở đây có bò biết rồi. Nó đặt ở phía trên này. Nó đặt phía trên này nó cái bán kính đó. Sử dụng Piercer xa hơn. Chết tôi rồi. Nào. Ok. Chưa vấn đề gì cả. Chúng ta có cái hệ thống phòng ngự khá tốt ở đây rồi. Rồi biết làm nào đây. Làm thế nào đây. Đông thế nhở. Đông quá mức cho phép. Đông quá mức cho phép này. Nổ. Hay. Mình đã cố gắng là sử dụng tất cả những cây còn lại. Ui, khỏe quá rồi. Bá cháy rồi anh em ạ. Bây giờ bắt đầu sọc thôi. Không chết à? Có chết không? Có chết không? Hay. Chứ chỉ cần qua được cái turn đầu tiên là mấy con gà thôi là mình đã có thể thắng rồi. Shadow Piercer khá tốt. Đánh khá ổn nhờ. Một trận này. Và sẽ chuyển qua cái event tiếp theo. Cái này là được một cái ngôi sao 6 cánh tiếp theo nữa. Đây sẽ là cái Land Quest. Không biết là trong này là nó sẽ thử thách mình cái gì. Mỗi một cái nhiệm vụ thì nó sẽ là một cái kiểu địa hình, một cái kiểu trận khác nhau nha. Chúng ta sẽ có cái squad. Đấy, cái quả là quả lê gai à? Quả bí à? Quả bí hay quả lê gì đó. Mình không rõ lắm nhưng mà nó dạng dạng vậy kiểu đấy. Ấn nhanh được mà, cái này có thể ấn nhanh được anh em ạ. Thoải mái đi. Từ từ thôi. Đợi nó chạy vào thì rất là lâu nên mình sẽ dậm nó luôn. Vấn đề là rất là vấn đề đây. Lý do là chúng ta sẽ đánh kiểu gì bây giờ. Tại là mình hơi hơi bị khó chơi. Thật sự là hơi khó chơi đấy. Thử xem nào. Ok. Bây giờ làm thế nào đây? Mình có thể là giãn bớt ra được nhưng mà chúng ta cũng không thể. Mình hết cái squat rồi. Chết tôi rồi. Không chết được. Không chết được, dậm nó anh em. Dậm nó nào, tốt. Mình chưa thể chết được. Nào. Nào này. Chết rồi chỗ này thì quả này thì mình die à. Quả này sợ die mất rồi. Chính xác là quả này mình die mất rồi. Phá hủy nó ra. Squat này, chúng ta sẽ để squat ở đâu đó mấy chỗ như thế này.
để chắn chắn đường tạm thời thế này đã. Khó chơi phết đấy, không hề dễ đâu nhá. Này này, chính xác đặt như thế này là quá hợp lý. Squat này, squat luôn đấy, như thế này này, như thế này này, hay. Cho nổ ra, chính xác là cái gì mình đang cần đây. Chọi đông thế nhở, đông thế, đông vãi cả lúa đấy. Đây vào đây thì nó cũng không có thể nào ấy được đâu, chắc chắn rồi. Mình cố gắng là đang phòng thủ ở chỗ này. Sọc nó chết đi anh em, vẫn được anh em ạ, vẫn có thể trụ vững được. Đấy, như thế này này. Có squat này thì sao? Cho ăn được không? Con này nó không ăn được anh em ạ. Duy nhất con này sẽ không ăn được cái gọi là cái plant food thì phải. À, ăn được mà. Bó tay, cho ăn được mà. Trận này khá là khó đấy. Tại vì nó có một cái đống bia mộ ở trên này. Và cây này nó cũng yếu cơ, cái cây gai mình khá là yếu, nên nó không ăn thua. Chúng ta sẽ có sờ Costalos ở đây, thì không biết là cây gì, nó sẽ cho phép mình dùng cây gì đây. À, đây rồi, cái này hay đấy anh em ơi, cái này rất là hay nha. Cái này là đạn nổ đây, để nó lớn lên, cho nổ để nó khỏe. Oh yes, hay hay rồi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời mà trời, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nói chung phải bảo vệ thôi. Trồng đủ các liệu kiểu thể loại vào đây. Đấy, stallion các kiểu cho nó lớn lên đã. Tí sau. Xùa, nổ chết hết luôn. Thật sự là bán cháy nhờ. Được của nó đấy. Đừng có nhờn với ninja rùa. Cái này không được rồi. Chết hết anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thổi nó phát này. Thổi nó một phát này. Khá là ổn, cái kia 400 đồng cơ. Nên chúng ta sẽ từ từ đã. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Khá là khó chơi nhờ, không hề dễ dàng một chút nào cả. Stallion, bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Một phát ra được hai cái này luôn này, khá tốt ta nhờ. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ cho một quả khổng lồ vào đây. Ôi, nó ăn được cây rồi. Ôi, nó chỉ ăn được đúng một cây của mình thôi là mình sẽ chết. Lý do như vậy đấy. Khó phết đấy, không phải đùa đâu. Trời ơi, cái này bắt đầu sẽ gặp quảng cáo rồi. Cái quảng cáo phải gió này là lúc nào mình sẽ bị kích ra ngoài này. Thôi không sao, mình sẽ quay trở lại để đánh cái này cho anh em xem. Thế mình điền chứ. 100 triệu lượt tải. Thật sự là rất là bá đạo luôn cái game này. Mình bị lỗi luôn rồi. Đây, quay trở lại. May là cái trò này nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta thì có thể là khởi động nó rất là nhanh thôi. Thế nhờ chẳng hiểu sao là cái quảng cáo có khi mình phải đổi sang cái phiên bản Android 7 chấm thôi. Cái này là đang Android 4 chấm này. Mình không muốn chuyển thì mình sợ mình chuyển đi thì cái dữ liệu của mình sẽ bị mất đi. Lần trước mình đã bị mất, đã bị giảm cái đấu trường xuống rồi. Lần này thì... Mà may cái event này có thể chơi được thoải mái này. A Bastard Room Witch Hazes. Nhiệm vụ của chúng ta như có thay đổi thì phải đúng không? Holy Barrier. Chính xác như vậy, hình như là nhiệm vụ ta bị thay đổi đúng không? Đây sao đâu, Sister Landwalk này. Đây này, cái này đang chơi này. Có rất là nhiều thứ để chơi trong này. Cả một đống nhiệm vụ luôn. Đây này, lại cây này rồi. Cái này khó quá. Phải bảo vệ cái này. Nên chung phải bảo vệ hết cây này. Đang suy nghĩ là sẽ bảo vệ kiểu gì đây. Chúng ta sẽ có slow, chúng ta sẽ có cái này, có cái stallion bảo vệ rất là tốt rồi đấy, phải nói như vậy. Một hàng ở trên, một hàng ở dưới, các kiểu đặc điều ở đây.
một một cái này. Rồi chúng ta sẽ cho cả Stunion ở phía trên này luôn này, bảo vệ tất cả cái gì có thể. Rồi cả đâu có vui, cả đâu có vui mà. Nào nào nào, cố gắng bảo vệ một cách là tối đa luôn đấy. Dừng lại hết đi. Rồi chúng ta sẽ để lên phía trên này, phía trên này luôn này, phía trên này luôn này, cho nhiều săn càng tốt. Dừng ngay lại. Slow. Mình chỉ sợ mấy con thôi. Ui cái này hơi phí. Có một con mà hơi phí rồi. Thật sự là hơi phí, phí phạm rồi. Tốt anh em ạ, cho có thể được. Đặt được. Cho nổ một quả khổng lồ luôn. Mình cần thêm rất nhiều plant food nhá. Đấy, cũng như rất nhiều plant food rồi. Lên nào, lên anh em. Nổ bay hết đầu luôn. Chính xác là mình sẽ cần như thế này. Chính xác là cần như thế này, slow lại. Rồi, cho có rất nhiều sunflower. Đánh thoải mái đi, mình còn một lần plant food nữa cơ. Ở ô này. Nổ hết ngay, làm sao có thể vào được. Không thể vào được, không cho phép vào chứ. Đấy, chính xác là mình cần phải bảo vệ luôn ở trên này này anh em ạ. Chúng ta cần bảo vệ một cái hàng xa xa ở đây nữa, các kiểu. Bảo vệ, bây giờ bảo vệ hết sức có thể nào. Chỗ này này, chỗ này Stunion đâu rồi? Stunion vẫn chưa hồi à? Stunion vẫn chưa hồi anh em ạ. Thoải mái đi, mình có rất là nhiều sunflower. Mình đang đặt cuống đặt tối đa sunflower có thể trong này. Ê, chờ. Nó nổ luôn mà. Cái kia có tác dụng là nổ luôn mà. Có thêm mấy không nhỉ? Có thêm plant food không nhỉ? Có thêm plant food không ta? Chỗ giữa đồng thế nhỉ? Đồng thôi rồi. Tốt, chúng ta vẫn có thể trụ vững được anh em ạ. Vẫn trụ vững được. Không có gì cả. Thấy ra cửa này dễ rồi. Đấy, đánh nhanh cái là chết luôn. Vớ vẩn thật. Stunion này bị độc có khi còn chết cơ. Này. Khỏe. Đánh boss nó còn khỏe cơ. Hay. Rồi. Lâu lắm rồi ta mới được chơi lại cái cây này đấy. Cái này là cây gì nhỉ? Cây berry gì à? Không phải, cây dâu à? Đeo quả dâu phải không ta? Chính xác đeo quả dâu. Event, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với event Witch Hazes này. Bedded Room, có rất là nhiều thứ ở dưới chơi. Land War, cái này 3 ngày. Boops, cái này là chơi kiểu gì đây? Sir Kotalos là mình vừa chơi xong rồi. Bây giờ mình sẽ chơi thêm cửa mới. Hôm nay ta dành nguyên để chơi cửa mới với chơi Pirate Party nha. Chứ chơi Butter Z thì ta cứ chơi đi chơi lại hơi chán đúng không? Ta nên chơi một cái này đi, thấy nó hay hơn. Vừa có gà vừa có cả sóc. Má ơi cái gì đây? Cái quái gì đang diễn ra đây? Vừa có cả gà vừa có cả sóc à? Sợ thế nhở? Đáng sợ đấy, đừng có đùa. Vừa có cả gà vừa có cả sóc nhá, nó là một cái lực lượng cực kỳ đông đảo và cực kỳ đáng sợ luôn đấy. Theo như mình nghĩ là vậy. Đặt nhanh nào anh em. Chỗ nào chưa có đặt như thế này là cực kỳ hợp lý luôn. Siêu hợp lý luôn. Nào. Phân chia nhau ra, tách nhau ra. Như thế này thì đố vào được luôn đấy. Hộ cái. Bắn hết một con gà đi. Đấy, như chỗ nào có zombie là ta sẽ bắt đầu là. Ui, tí nó sẽ ăn được cái cây cây của mình kìa. Tí nó sẽ đông hơn anh em ạ. Không biết là chiến nào đây. Cho cần phải bảo vệ những cái cây này cực kỳ là phải bảo vệ. Bảo vệ những cây sấm sét anh em ạ. Không là chúng ta sẽ tèo đấy. Đặt ở phía trên đi. Như thế này. Mình có khá nhiều sấm sét ở đây. Bảo vệ sấm sét luôn.
ấy 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 đặt đặt tách nhau ra, đặt tách nhau ra như thế này đi. Sấm sét này ăn luôn, ăn luôn một cái đi, giật cho nó sướng, tội gì đúng không? Đấy, chính xác là mình sẽ đặt nó tách tách nhau ra để sau là còn những cái cây phía sau nữa vào được bằng mắt, đố vào luôn đấy, chết hết, vào là chết, vào là chết. Ui, có đào này, có quả đào này anh em. Đừng 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 để nó ăn, đừng để nó ăn, đừng để nó ăn. Đâu rồi, đâu rồi? Giật sét nào anh em ơi, đông thế nhở, thật sự cực kỳ đông luôn, cực kỳ đông đảo luôn. Chết tôi rồi, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Bảo vệ, bảo vệ sấm sét, bảo vệ cây sấm sét, phải bảo vệ cây, bằng được cây sấm sét anh em ơi. Nó cán quá kìa. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn khả năng, vẫn còn khả năng luôn. Đông thế nhờ. Đừng 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 chết, đừng chết, đừng chết. Giờ sấm sét được chưa? Cho nổ nào, cho nổ nào. Cho nổ nào, chính xác. 222. 222. Hoàn hảo để có thể bảo vệ được. Này này thì mày vào đây này. Mày vào đây này, hộ cái luôn. Nổ hoàn hảo và mình sẽ không mất bất kỳ một cái xe nào, xe máy cắt cỏ nào. Rất tốt luôn. Quá ngon. Chờ chắc mình sẽ chuyển qua cái ấy thôi. Và chuyển qua cái Pietabati Copolis. Yes. Và cho được thêm một cái ngôi sao trước. Oh, Bomber Granite. Cái Witch Hazes. Vấn đề mình cũng không có cây đấy nên cũng không cần quan tâm lắm đâu. Chúng ta sẽ có những trận ở trong cái phần đó chính là cái gì à? Pietabati. Pietabati chơi khá nhiều rồi và mình khá là quen này. Cái Pietabati này. Hôm nay thì chúng ta sẽ đối đầu với cây gì đây? Cải trực thăng. Và phải bảo vệ nó anh em ơi. Bảo vệ nó này. Rồi, chúng ta sẽ bảo vệ ở phía trước của nó như thế này. Ôi, phí phạm rồi. Sao mình toàn cây này vậy? Cứ bình tĩnh, không có gì phải vội vàng cả. Stanion. Đấy, đấy, càng đông càng vui đúng không? Bắt đầu càng đông càng vui đúng không? Càng đông càng vui mà. Chết hết. Vớ vẩn thật. Khá là đông vui đấy. Khá là đông vui đấy. Nào 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 nào. Đặt thôi, đặt thôi, đặt thôi, đặt thôi. Stanion bảo vệ này trước đi á. Xong rồi tí sau. Đấy. Ok. Thoải mái đi. Thoải mái con gà nhà. Con ấy đây. Con gà mái đi. Cản lại hết. Vớ vẩn à. Vào đây không phải dễ đâu. Tốc độ nhanh được mà. Cho để tốc độ nhanh lên được. Không có gì phải quá lo lắng. Này này. Có khá đông con ở đây. Không sao. Và mình sẽ. Ôi làm gì đây, làm gì đây. Nhầm à. Chưa chưa chưa. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Quả này là hơi bị mệt rồi đấy. Vớ vẩn quá. Thật đến chết. Tân cuối chưa? Trận này thì nó khá là dễ thôi. Và nó không có gì nhiều cả. Chết ngay. Bây giờ chúng ta mất một cái máy cắt cỏ thì hơi phí nhỉ. Thật sự hơi phí. Tại vì mình đang có cái năng lượng được búp từ cái cây cây gai gai ấy. 1500 coin năng lượng thêm cho cái cây Winter Melon. Rồi. Thêm một trận thắng nữa. Chắc mình sẽ đi trồng thêm cây thôi nhỉ. Và mua thêm một ít nữa để tăng game không. Nó vẫn chưa có cái event về cái sự kiện lần này. Rồi ok, chúng ta sẽ đi quest. Hoàn thành này, Pietabati này. Colossus Pekis này từ hôm qua cơ. Mà hôm nay vẫn tính à. Thế cũng được đúng không? À không, ấn nhầm rồi. Ấn vào cái này chứ. Cái này thì đang trồng thêm cây. Chúng ta trồng thêm một cái cây mới. Đó chính là củ lạc giòn tan. Clugutter, củ lạc giòn tan. Thụ phấn luôn. Có khá nhiều thứ mà mình còn chẳng bao giờ dùng. Mấy cái cây này chẳng bao giờ dùng này.
hoặc là củ lạc giòn tan cũng rất ít khi dùng luôn đấy. Đã lâu lắm rồi, chắc có một dịp nào đấy ta mới có dịp dùng thôi. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc mail nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plan Red Zombie 2. Bye bye.